Chào các bạn, video này mà các bạn cùng ship.vn kiểm tra một kiện hàng của một vị khách tại huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai đã đặt trực tiếp trên website của ship.vn và chờ khoảng 2 đến 5 tuần. Hôm nay kiện hàng nó đã về tới Việt Nam, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại để cho bạn nào quan tâm tới cái mẫu đồng hồ này hoặc là quan tâm tới thương hiệu Idoc, các bạn sẽ có được những cái video quay rất là chi tiết và cận cảnh. Đó. Đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship.vn. Kiện hàng khi về Việt Nam thì nó được bao bởi một cái lớp bọc ni lông. Tùy đợt, có đợt thì bên đối tác hàng không người ta cắt cái bọc đi, có đợt thì người ta vẫn giữ nguyên. Đó, cái này tùy vào mỗi đợt. Như đợt này là người ta đã cắt cái bọc carton đi và người ta bọc một cái lớp xốp vô. Đây là cái nhãn bên ngoài của cái bọc carton nè, người ta cắt để giảm thể tích vận chuyển xuống. Cái kiện hàng này được ship từ địa chỉ một seller có tên là Butcher Direct. Đây là seller được ủy quyền bởi hãng Ravenwell, và seller này họ có bán nhiều thương hiệu khác nữa, Idoc rồi Marico Lacroix nè, nằm ở Lawrence, New York, được ship tới kho của ship là nằm ở bang Ora, bằng dịch vụ là FedEx. Đối với những kiện hàng to thì người ta thường hay sử dụng hãng vận chuyển là FedEx. Đây là số check-in của FedEx, có 12 số. Thông tin check-in thì ship.vn có báo qua email khi mà các bạn đặt trên website, hoặc là các bạn vào trong trang quản lý đơn hàng bấm vô nút check-in để các bạn có thể xem lại cái thông tin check-in nội địa Mỹ. Đó. Còn đây là cái chiếc bóc của Idoc. Đây là một chiếc đồng hồ hồi cách đây 2-3 năm mới ship.vn cũng đã từng nhập một lần. Tuy nhiên sau đó nó đã hết hàng. Thì đợt này bên seller này người ta đã giảm giá, mẫu này nó lại sell tiếp. Vì vậy nó có giá rất là tốt. Hiện tại mẫu này nó có giá khoảng 12 triệu mấy thôi, khi về đến tận nhà tại Việt Nam luôn. Đây là cái bill của nhà cung cấp này. Seller có tên là Butcher Direct, có website riêng luôn, butcherdirect.com. Đây là cái mã sản phẩm nè, được ship to. Đây là địa chỉ kho ở bang Ora. Đây là những cái thông tin quảng cáo. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Bên ngoài nó là một cái chiếc bốc màu trắng. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra. Idoc này ngày xưa họ sử dụng cái bốc rất là to, bốc nó có rất là nhiều lớp. Sau này các hãng đồng hồ người ta thiết kế cái bốc lại nó cho theo cái hướng là nhỏ gọn hơn đó. Gần đây Tissot họ cũng ra một cái loại bốc mới, trông nó rất là nhỏ gọn và nhẹ, họ bỏ đi hai cái quyển sổ rất là nặng đó. Idoc này nó cũng thay đổi cái hộp bốc này, cái bốc này nó nhỏ hơn cái bốc ngày xưa rất là nhiều. Bốc ngày xưa nhìn nó là hình vuông rất là to và có nhiều lớp, bốc này nhìn nó nhỏ gọn hơn, tuy nhiên thẩm mỹ nó vẫn đẹp hơn đó. Trên cái bốc nó có những cái đường gân trần xùi, cầm cảm giác nó đẹp hơn. Đây là cái logo của Idoc là một cái chiếc đồng hồ cát. Đó, đây là tên thương hiệu Idoc. Đây là cái địa chỉ nơi mà cái thương hiệu Idoc được thành lập là Maitre Holleran nè, ở Geneva, ở Thụy Sĩ rồi. Thương hiệu này được thành lập vào năm 1884. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái chiếc đồng hồ này lên. Dưới đây là tiếp tục nó là cái logo, tên thương hiệu và cái năm thành lập và cái địa chỉ nơi mà thành lập. Đây. Ở đây nó có một cái thẻ của Idoc nè, các bạn xem coi này là thẻ gì đây. Những thông tin Instruction Manual, tức là hướng dẫn sử dụng đó. Các bạn ghé cái đường dẫn này để các bạn đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng của Idoc nè, lên website Idoc để xem những cái hướng dẫn sử dụng. Dưới đây là những ngôn ngữ khác, ở đây là những con ngôn ngữ khác nữa, nó có nhiều ngôn ngữ. Cái dòng tiếng Anh là nằm trên cùng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bỏ thẻ. Còn đây là thẻ trắng đó. Idoc nè. Do chúng ta đặt trực tiếp trên website á, nên cái thẻ này nó không có ghi thông tin đó. Còn này, nếu mà chúng ta mua trực tiếp tại các cửa hàng đó, thì người ta sẽ viết cho mình một cái thông tin, một cái đại lý được ủy quyền và thông tin bảo hành. Tuy nhiên mà nếu mà các bạn mua kèm bảo hành thì giá nó sẽ cao hơn đó. Còn giá mà đặt trực tiếp đặt trực tuyến trên website á, thì nó sẽ rẻ hơn. Đây, ở đây là nó có cái logo của Idoc luôn, bên cái hộp nó được cái logo này được người ta dán một cái lớp ni lông để bảo vệ. Chắc là khả năng là cái logo chỗ này nó dễ bị chảy xước nè đó, nó cái chỗ này người ta đánh bóng lên nên người ta dán một cái lớp này lên cho nó hạn chế bị chảy xước thì nhìn nó xấu đi, rất là cẩn thận. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Ở đây cũng được dán cái siêu ni lông nè, chắc gặp chỗ này cũng được đánh bóng luôn đó. Ngay cả cái bóc mà cũng được hãng người ta dán siêu rất là cẩn thận. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta đây. Bên dưới nó có một cái lớp hút ẩm đây. Đây là lớp hút ẩm nè.
cái lớp hút ẩm này nó rất là có tác dụng đối với những chiếc đồng hồ mà mạ BVD á. Nếu mà các bạn không có cái lớp cái túi hút ẩm này nè, nó sẽ bị ra ten đó, những cái lớp mạ nó sẽ dễ bị ra ten. Ở đây nó còn cái thẻ tag nữa, cái thẻ tag của này, thẻ tag của Edoc. Ở trên đây nó là cái tên thương hiệu này, vẫn là những cái dòng logo, tên thương hiệu và những cái thông số nơi thành lập và năm thành lập. Đây là cái gói để cố định cái chiếc đồng hồ ở bên trong của cái hộp. Đây là nhân vật chính của chúng ta, vẫn còn nguyên siêu trên mặt số nè, siêu trên dây rất là nổi bật. Lần đầu tiên thấy cái siêu mà trên dây mà nó làm vàng, màu vàng chóe này luôn, rất độc đáo. Thường những cái siêu người ta làm màu trắng hoặc là màu xanh, riêng Edoc họ chơi cái siêu màu vàng đó. Giới thiệu sơ qua một chút về thương hiệu Edoc này. Vào năm 1961, thương hiệu Edoc này nó có một chiếc đồng hồ có tên là Delfin, rất là nổi tiếng về cái khả năng chống nước. Và thời điểm đó, cái dòng đồng hồ có tên là Delfin này rất là nổi tiếng. Và thời điểm đó, thì về sau này thì định hướng của thương hiệu Edoc, họ tài trợ các giải vô địch, những cái giải mà đua xe hoặc là đua xuồng máy rồi đó. Các bạn thấy thường hay xuất hiện người mà cái đơn vị giám sát thời gian chính thức của các giải đua đó, thì đó là cái thương hiệu Edoc. Đó. Còn gần đây nhất thì trên website của Edoc người ta tuyên bố những chiếc đồng hồ của Edoc này nè, đây là cái sự lựa chọn của các tay đua đó. Họ tài trợ rất là nhiều những cái giải đua xe, đua thuyền hoặc là đua xuồng máy rồi đó. Ngay cả những cái giải đua công thức F1 cũng có sự tài trợ của Edoc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái siêu này ra, chúng ta kiểm tra xem coi cái chiếc đồng hồ này nó có bị chạy xước hay là nó có vấn đề gì hay không. Đây chúng ta xem phần bên hông này, bên hông đấy, nó có một cái lớp ổ một chút, do cái siêu cái keo băng keo này nè dán lên, nó rất là dễ để là những cái vết ố. Đây các bạn thấy mới 100% nè, không có một cái vết xước nào hết. Bên hông bên đây cũng vậy đó. Cái chiếc đồng hồ này đầu tiên là chúng ta xem coi cái chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái đường kính trước. Cái đường kính mẫu đồng hồ này là 43mm, nó sẽ phù hợp với những bạn nào có cái cổ tay là 19cm đó. Các bạn nào cái cổ tay 18 chúng ta đeo vẫn ok đó. Trước khi mà các bạn quyết định có đặt mua mẫu này thì các bạn cứ đo cái chu vi cổ tay của mình á, là nó rơi vào khoảng 18 đến 19 cm là chúng ta có thể đeo được chiếc đồng hồ này được. 19 là đẹp nhất, tuy nhiên 18 thì vẫn đeo được đó. Đó là về cái đường kính. Còn về cái độ dày ở đây là lên tới 13.8, tức là cái độ dày của nó thuộc nhóm gọi là rất là dày đó. Thường thường độ dày chúng tôi thường hay phân ra là độ dày trung bình là 10 nè, độ dày tương đối dày là 12 nè, độ dày rất là dày là 14 đó. Có một số mẫu đồng hồ mà nó thuộc nhóm siêu dày luôn, nó lên tới 17-18 lần đó. Vẫn có một số mẫu đồng hồ đó. Hôm trước chúng tôi có review một chiếc Breitling đó, nó độ dày nó lên tới 18-19 lần, dành cho những vị khách nước ngoài, cái tay người ta rất là to. Hôm đó có một vị khách người Đức đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, người ta nhờ đặt mua một chiếc Breitling. Lúc đó chúng tôi xem độ dày nó lên tới 18 mấy hay 19 vậy, rất là dày. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại chiếc đồng hồ này. Chúng ta xem đó là về phần thông số là độ dày. Chúng tôi quên, độ dày 14 nó sẽ phù hợp với những bạn nào cái cổ tay các bạn phải tròn, to, tròn và mập. Đó, các bạn đeo cái mẫu đồng hồ này nó rất là phù hợp. Còn bạn nào mà cổ tay mà to nhưng mà mỏng, đeo nó cũng không có hợp. Mỏng thì nó sẽ đi với những chiếc đồng hồ, các bạn lựa những chiếc đồng hồ mỏng á. Còn chiếc đồng hồ này nó dày thì cổ tay của các bạn phải tròn và mập, đeo nó rất là cân đối và phù hợp. Đó. Còn bây giờ chúng ta xem coi vành benzen này. Trong cái video trước chúng tôi quay có một vị khách hỏi vành benzen này có quay được không. Đó, thì chúng tôi kiểm tra luôn, đó là vành benzen này nó quay được. Tại vì trong video trước chúng tôi review là không có quay thử. Đó. Cái vành benzen này nó có chức năng là có hai cái ưu điểm. Chúng tôi đã giới thiệu trong các video trước đó rồi, bây giờ chúng tôi sẽ nhắc lại. Đó là thứ nhất là nó giúp cho chúng ta không cần phải nhớ thời điểm bắt đầu. Tại vì khi chúng ta vận động mạnh á, chúng ta rất là dễ quên cái thời điểm bắt đầu của sự kiện. Đó, khi có cái vành benzen này thì chúng ta không cần phải nhớ thời điểm bắt đầu. Tại vì đây là cái điểm bắt đầu đây nè, điểm bắt đầu là cái hình tam giác đây. Đây là 10 nè, 50, 40, 30, 20. 10 là ở đây, 10 là ở đây. Không là đây là điểm bắt đầu. Khi mà chúng ta muốn, ví dụ chúng ta muốn bắt đầu một sự kiện, chúng ta sẽ dặn cái tam giác này cho nó gần với cái kia tam giác. Đó, khi mà cái kim dây nó chỉ ra mức tam giác này, đó bắt đầu chúng ta đi khởi động chẳng hạn. Khởi động chúng khi mà chúng ta hoàn thành sự kiện mà chúng ta dừng ở số 20 này nè, tức là cái sự kiện nó được 20 giây rồi. Lúc đó chúng ta không cần phải nhớ cái thời điểm hồi nãy nó bắt đầu ở cái mốc mấy giây. Nếu mà không có vành benzen nè,
thì các bạn phải nhớ là cái thời điểm hồi nãy nó bắt đầu ở cái góc nào, sau đó kết thúc ở góc nào, các bạn phải lấy cộng trừ lại, nó rất là rối đó. Có cái này các bạn chỉ cần thấy kim giây nó chỉ ở số 30, tức là sự kiện của chúng ta diễn ra được 30 giây rồi đó. Cái ưu điểm thứ hai là giúp chúng ta không cần phải tính toán, như chúng tôi vừa giải thích đó, nó có hai ưu điểm: không cần phải nhớ thời điểm bắt đầu, thứ hai là không cần phải tính toán chúng ta khi nó chỉ số mấy là bao đó, lúc đó là mấy giây, nhất là trong cái điều kiện mà chiến tranh rồi đó, chúng ta gần hoặc là những cuộc đua đó, chúng ta cần tính toán nhanh đó, khi đó cái này nó giúp cho chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta cần một cái tính toán tốc độ, tránh bị tập trung vào cái mục tiêu chính đó là cuộc đua đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thêm vào phần thiết kế. Đầu tiên là cái mẫu đồng hồ này có điểm nổi bật của nhất của nó là gì đó, chúng ta nhìn một tổng quan qua chúng ta thấy là bên trong nó có một cái miếng lưới giống như mà một cái, nó giống một cái miếng lưới vậy, màu đen đó. Đáng lẽ cái mẫu đồng hồ này nó hở lộ máy hết luôn, nhưng mà ở đây nó có một cái miếng lưới, nó có một cái bề mặt lưới đó, nó tạo ra một cái điểm gì đó nó khác biệt so với những mẫu đồng hồ khác. Thường thường những mẫu đồng hồ khác người ta sẽ lộ máy hoàn toàn luôn, không có một miếng lưới gì hết. Ở đây nó có một cái miếng lưới màu đen nè. Ở đây nó có thông số là CO1 500m, khả năng chống nước nó lên tới 500m nữa. Đó. Bình thường là chỉ 300m thôi, mẫu đồng hồ này khả năng chống nước của nó lên tới 500m. Đó. Thương hiệu Edok này một nhiều nổi tiếng về khả năng chống nước, tại vì năm 1961 họ có một cái đồng hồ tên là Delfin, rất là nổi tiếng vào cái thời đó về cái khả năng chống nước. Đó, còn về cái cọc số nó là những cái cọc vạch hình chữ nhật thôi. Trên cọc số nó có những cái lớp màu trắng, đó là cái lớp dạ quang. Đó, riêng ở cái góc một số 1 này nó không phải là cọc vạch mà nó là cái số 1, tạo một cái điểm nhấn đặc trưng cho cái mẫu đồng hồ này. Tên thương hiệu nè, logo, cái dòng chữ automatic được đặt ở góc 12 giờ. Còn đáng lẽ những mẫu đồng hồ khác cái dòng chữ automatic đặt ở góc 6 giờ dưới đây nè. Tuy nhiên nó nhường vị trí cho cái dòng chữ là CO1 nè. CO1 nó là một cái series của Edok, một series mà Edok họ mới giới thiệu gần đây trong những năm khoảng 2000 trở về sau á, với khả năng chống nước là lên tới 500m. Lần đầu tiên cầm một chiếc đồng hồ mà thấy khả năng chống nước lên tới 500m lận, rất là sâu. Đó là những cái, ngoài nó là những cái vạch chia dây màu trắng á, cũng là vạch chia phút luôn. Riêng ở góc 5, 10, 15 nó là những cái cọc số Arabic màu đỏ. Đó. Nấm chỉnh nè, đặc biệt cái nấm chỉnh này nó có cái tông màu đỏ rất là thể thao. Mặt ngoài mặt trên của nấm nè, nó được ở đây là nó không phải dập nổi, mà ở đây giống như là bên trong nó có một cái lớp thép kim loại á, màu trắng thép hoặc là inox, cái này không rõ. Nó có một cái lớp kim loại ở trong như này, màu trắng, nó được bên trên nó có một cái lớp keo trong nữa, dán lên đó. Cái nấm này trông nó khá là to theo đánh giá của chúng tôi, cầm thấy nó so với cái đồng hồ này nó cũng tương đối là to đó. Nó giống với cái dòng mà đồng hồ Big Crown của Oris đó. Những cái nấm rất là to giúp cho chúng ta rất là dễ thao tác, nhất là những phi công á. Phi công người ta mà khi mà người ta lái máy bay á, cái nấm to giúp cho người ta chỉnh dễ hơn. Còn đối với những cái nấm nhỏ chỉnh nó khó hơn đó. Cái nấm to này ưu điểm của nó là nó giúp cho chúng ta chỉnh dễ dàng hơn. Thứ hai là nhìn nó khỏe khoắn hơn, rất là to và hầm hố. Những mẫu đồng hồ thể thao thì những điều khác người ta thường hay đánh, thường hay đánh phai xước. Riêng ở mẫu đồng hồ này người ta không có đánh phai xước, đánh bóng hết luôn. Chỉ có ở chỗ này là đánh phai xước thôi nè. Về mắt dây thì nó có 3 mắt, mắt ở giữa khá là to, được đánh phai xước, hai mắt hai bên là những cái mắt nhỏ, nó được đánh bóng. Đó. Ở đây là cái khóa nè, khóa này là gọi là khóa bấm hai lần gấp, nó có nút bấm. Chúng ta xem cái, đây bật lên được. Trên khóa thì được đánh phai xước, trông nó rất là lì và ngầu và mang lại cảm giác chắc chắn nữa. Trên cái khóa này nó có cái gờ nè, có cái gờ này tức là chúng ta phải gắn cái đầu này vào trước đó, sau đó gắn cái đầu này vào sau đó. Nhiều bạn không biết để cái đầu này vào trước đè lên nó bị cấn. Trên cái khóa này nó có logo nè, được chìm cái logo của Edok luôn. Khóa này là gọi là khóa bấm hai lần gấp, tại vì khi mà gấp vào chúng ta gấp từ hai đầu nên nó gọi là khóa bấm hai lần gấp, có hỗ trợ nút bấm. Một số mẫu khóa nó sẽ không có cái nút bấm này, chúng ta mỗi lần kéo lên chúng ta phải dùng lực. Đối với những mẫu đồng hồ cao cấp hơn thì người ta có trang bị thêm cái nút bấm. Tuy nhiên cái nút bấm này các bạn sử dụng cẩn thận, có nhiều vị khách để cát bụi rồi nè, nó chèn vào trong cái chỗ mấy cái lỗ này nè, nó gây bị kẹt, bật lên không được, nó cứ ngắt luôn.
nên các bạn vệ sinh thường xuyên, tránh các đồ bùn đất nó bám vô trong đó. Chìa khóa này mặt nó vẫn còn dán đầy đủ siêu hết. Cuối cùng là chúng ta sẽ xem phần mặt sau của chiếc đồng hồ này. Nó có một cái tờ giấy dán lên, nó ghi mã đồng hồ. Còn ở dưới chúng ta thấy cái điểm nổi bật nhất của cái mặt sau này, nó là hình của một cái chiếc chân vịt. Đó, một cái chiếc chân vịt rất to. Những mẫu đồng hồ mà thể thao mà cho khả năng chống nước á, người ta hay có những cái biểu tượng này. Đối với những chiếc đồng hồ Mido thì nó sẽ có cái biểu tượng là con sao biển. Đó, còn chiếc đồng hồ này nó có biểu tượng là một cái chiếc chân vịt. À, nãy như chúng tôi vừa giới thiệu á, cái thương hiệu đốc này họ thường hay tổ chức tài trợ cho những cuộc đua xuồng máy á, có những cái chiếc xuồng máy nó có những cái chân vịt. Và lấy cái chân vịt của những chiếc xuồng máy người ta gắn lên ở mặt sau này nè. Dịch nổi lên. Còn phần thông số chúng ta xem coi, serial number, đây là cái mã định danh của chiếc đồng hồ để nó phân biệt với những chiếc đồng hồ khác. Còn đây là case no. Case tức là cái mã khung vỏ đó. Tức là có nhiều mẫu đồng hồ nó sẽ dùng chung một khung vỏ nên người ta đánh mã khung vỏ thôi. Đây là Swiss Max nè. Swiss Max tức là được sản xuất tại Thụy Sĩ. Máy được sản xuất ở Thụy Sĩ. Ít nhất 60% chi phí sản xuất của chiếc đồng hồ được sản xuất tại Thụy Sĩ thì sẽ được gắn cái dòng chữ Swiss Max theo quy định của chính phủ Thụy Sĩ. Đây là Water Resist. 50 ATM luôn chứ không phải là 5 ATM nha các bạn. 50 ATM tức là nó 500m đó. Ở trên mặt trên nãy chúng tôi có giải thích. Sapphire Crystal là làm bằng kính Sapphire. Kính Sapphire thì nó chống xước rất là tốt. Ưu điểm thứ hai của nó là nó rất là trong suốt, giúp cho chúng ta nhìn cái mặt số rất là rõ nét đó. Khi mà các bạn nhìn thẳng cảm giác như là nó không có cái kính vậy. Nhìn nghiêng mới biết là nó sẽ có cái mặt kính đó. Trên này là cái vành benzen là được mã màu đen. Đó, còn cái khung vỏ là màu trắng silver, màu bạc chứ không phải màu chứ. Gọi là màu silver đó. Đó là tất cả những cái góc quay trong quá trình kiểm tra eShip trong VN có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái mẫu đồng hồ này. Chúng ta các bạn sẽ có được những cái góc quay rất là chi tiết và cận cảnh kèm theo những cái chia sẻ của eShip trong VN để các bạn tham khảo đó. Đây là thương hiệu eDoc là gần đây, đó là sự lựa chọn của những tay đua đó. Các bạn vận động ngoài trời được, các bạn đeo mẫu đồng hồ này nhìn rất là đẹp đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.